Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Khi Trung Quốc không còn là mối nguy cho thế giới, thì ngày cáo chung của chế độ sẽ đến. Ngày 1 tháng 3, diễn đàn của VOA tiếng Việt có bài Khi rõ ràng, sòng phẳng, sợ gì là chủ trương đối ngoại của chế độ. Tác giả cho rằng, người Việt sẽ dễ dàng bật cười khi nghe phát biểu tự tán dương của ông Nguyễn Phú Trọng về hiện tình đất nước, như đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhưng thật ra, một phần trong lời tán dương ấy là có cơ sở, bởi những ứng xử đầy tính quả quyết, thậm chí ngạo mạn đến mức thiếu nghiêm túc của chế độ đối với cộng đồng quốc tế cho thấy điều ấy. Hình ảnh bài bình luận trên diễn đàn VOA. Tác giả nhắc lại một sự việc mà ông được nghe kể, đó là trong một buổi trao đổi công việc giữa giới ngoại giao quốc tế và Hà Nội, ngay khi vừa nghe nhắc đến vấn đề tù nhân chính trị, thì người đại diện của phía Việt Nam đã cắt ngang và cho rằng chủ đề này sẽ chẳng giải quyết được gì, vui lòng không đề cập đến nữa. Cũng như việc Hà Nội cam kết 8 điểm với Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 12 năm 2023, rằng họ sẽ cải thiện hồ sơ nhân quyền và một số lĩnh vực khác vào cuối năm 2099, tức là 76 năm nữa. Những điều này cho thấy thái độ ngạo mạn, thiếu nghiêm túc của chế độ đối với cộng đồng quốc tế. Tác giả đánh giá, mặc cho sự ứng xử của Việt Nam như thế nào đi nữa, nhưng chính quyền Hoa Kỳ và các đồng minh của họ vẫn một mực giữ thái độ hết sức vuốt ve đối với Hà Nội thông qua một loạt hoạt động đối ngoại trong năm 2023. Tác giả nêu thắc mắc tại sao Việt Nam, một đất nước nghèo nàn, tụt hậu so với thế giới về mọi mặt, không hề chia sẻ những giá trị chung, mang tính phổ quát với thế giới văn minh, thậm chí trái lại, còn là một quốc gia độc tài, phản dân chủ, đàn áp nhân quyền, lại được ưu ái trong mối bang giao với các cường quốc phương Tây như thế. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm 2023. Câu trả lời không quá bí hiểm, tất cả chỉ gói gọn trong một lý do, vì vị thế địa chính trị của Việt Nam quan trọng trong thế cờ bao vây Trung Quốc của Hoa Kỳ và đồng minh. Tác giả phân tích, sự trỗi dậy của Trung Quốc trở thành mối nghi ngại cho hòa bình thế giới, khiến Hoa Kỳ phải xoay trục châu Á. Bắt đầu từ nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, bao hàm chiến lược bao vây, khống chế Trung Quốc. Giả sử khi xảy ra một cuộc chiến giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và đồng minh, thì vô hình trung Việt Nam trở thành một tiền đồn án ngữ ngăn chặn quân đội Trung Quốc tràn xuống phía Nam bằng đường bộ. Về phía Đông, nhờ sở hữu ven biển kéo dài, cho nên không cần phải đưa tàu chiến ra biển thì Việt Nam vẫn có khả năng khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông. Thế nên tác giả nhận định giữ cho Việt Nam không trở thành đồng minh của Trung Quốc hoặc ít nhất không quá ngã về phía Trung Quốc một khi xảy ra trận chiến là giải pháp mang tính chất quyết định của bàn cờ thế bao vây Trung Quốc. Làm được điều đó không có cách gì hay hơn là đành phải ve vãn chính quyền Cộng sản Việt Nam, dù biết rõ tình trạng đàn áp nhân quyền của chính quyền Cộng sản hiện tại là không thể chấp nhận. Hình ảnh mối thâm tình giữa Tổng Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tác giả kết luận các thành tựu ngoại giao mà chính quyền Cộng sản đang tự tán dương hoàn toàn xuất phát từ vị thế địa chính trị của Việt Nam mà thôi. Và nguồn gốc của địa chính trị Việt Nam là di sản, là thành quả mở mang bờ cõi của tiền nhân để lại, chứ không phải là công trạng gì của đảng Cộng sản như ông Nguyễn Phú Trọng đang cố ra sức tán dương. Thế nhưng tác giả phân tích, những thỏa thuận khi ký kết chỉ đang tồn tại ở dạng những lời hứa đẹp mắt, bùi tai mà không thực chất vì không mấy ai tin vào sự thành thật của chính quyền Cộng sản Việt Nam khi luôn chứng kiến mối bang giao thâm tình, nồng ấm trong quan hệ Việt-Trung. Thế nên mối nghi ngại về chính quyền Cộng sản Việt Nam đóng vai con ngựa thành Troa là khả năng có thật. Mặt khác, theo tác giả, sự ưu ái mà Hoa Kỳ và đồng minh dành cho chính quyền Cộng sản Việt Nam chỉ có tính giai đoạn. Một khi vấn đề của Trung Quốc được giải quyết, chiến lược bao vây Trung Quốc không còn cần thiết nữa, thì mặc nhiên sự ưu ái đó sẽ chấm dứt. Khi đó, sự cáo chung của chế độ độc tài là lẽ đương nhiên. Vấn đề còn lại, tác giả dự đoán, sự cáo chung ấy đánh dấu bằng biện pháp hòa bình hoặc đổ máu là hoàn toàn tùy thuộc vào tương quan lực lượng giữa các bên và phản ứng của chế độ Cộng sản vào thời điểm ấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Khi Trung Quốc không còn là mối nguy của thế giới, thì ngày cáo chung của chế độ sẽ đến. Bị sở 4T Thành Hồ triệu tập, Hoa Khôi Nam Em nhập viện cấp cứu. Sau những buổi livestream bóc phốt giới showbiz, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dọa xử lý mà họ làm thật.
Họ đã gửi giấy triệu tập nam em vào ngày 28 tháng 2. Tuy nhiên, thông tin báo chí cho biết nam em đã không có mặt theo giấy triệu tập. Nguyên nhân là cô phải vào bệnh viện cấp cứu do có vấn đề về sức khỏe. Thay vào đó, Bùi Hữu Cường, vừa là bạn trai vừa là quản lý của Hoa Khôi, đã đến làm việc với Sở 4T và trình bày về lý do Nguyễn Thị Lệ nam em không thể đến làm việc và cam kết khi nam em hồi phục sức khỏe sẽ đến làm việc với cơ quan chức năng. Tối ngày 28 tháng 2, trên trang Facebook cá nhân của nam em, Bùi Hữu Cường với tư cách là người đại diện đã đăng bài giải thích lý do sự vắng mặt của người đẹp trong buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Cường viết: "Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2024, trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông, nam em có dấu hiệu khó thở do dị ứng với thuốc giảm đau và buộc phải vào viện ở quận Bình Thạnh. Hình ảnh Hoa Khôi nam em nhập viện. Trước đó, tối ngày 26 tháng 2, nam em livestream trên trang cá nhân thông báo rằng cô đã nhận được giấy triệu tập từ thanh tra Sở 4T. Sở này yêu cầu cô phải có mặt để làm việc. Vào ngày 28 tháng 2, cung cấp toàn bộ các tài khoản mạng xã hội đã livestream trong thời gian qua. Mặc dù nam em thường xuyên livestream kể về nhiều sự việc liên quan tới giới giải trí, nhưng cô chưa hề nhắc đến tên bất kỳ nhân vật cụ thể nào. Tuy nhiên, báo chí lại đổ lỗi rằng nhiều nghệ sĩ như Trường Giang và Ninh Dương Lan Ngọc vướng vào nhiều rắc rối, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những thông tin của nam em. Có lẽ báo chí muốn lái dư luận để hợp thức hóa việc Sở 4T thành hồ triệu tập nam em lên làm việc. Trong bản tin trưa ngày 27 tháng 2 của kênh FBNC có nói rằng một số luật sư đã phân tích nếu xét thấy mức độ vi phạm của nam em nhằm mục đích vu khống xúc phạm danh dự của người khác thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức án cho tội danh này là nặng nhất 7 năm tù. Dù nam em chưa từng nêu tên bất kỳ ai trong showbiz, nhưng Sở 4T và hệ thống báo chí đã nhe nanh vuốt với cô. Nếu nam em có xúc phạm đến ai, thì cứ để người bị xúc phạm kiện cô nếu họ chứng minh được là cô vu khống họ. Việc xét xử như thế nào là do tòa, dựa trên luật pháp để quyết định. Nếu Sở 4T giữ đúng vai trò quản lý và truyền thông giữ đúng vai trò đưa tin khách quan, thì không có lý do gì để họ phải vào cuộc và hù dọa cô. Đây chẳng phải là chiêu khủng bố tinh thần người đẹp hay sao? Được biết, sau khi có giấy triệu tập, nam em vẫn livestream trên mạng xã hội và có dấu hiệu tâm lý không ổn định. Chuyện livestream bóc phốt giới showbiz của nam em xem như đã kết thúc. Đây là thông điệp mà chính quyền nhắn tới những ai muốn bóc phốt sự thối tha trong giới showbiz. Bởi nếu để bóc phốt giới showbiz, thì hậu quả có thể lan tới giới làm chính trị. Hình ảnh nam em cho xem giấy triệu tập trong một livestream. Chính quyền này từng để cho bà Nguyễn Phương Hằng tự do bóc phốt showbiz và hậu quả đã trồi lên một cái tên to đùng trong giới làm chính trị, đó là ông Phan Văn Mãi. Đó là điều mà chính quyền này sợ nhất. Ngày nay, giới showbiz đen căm thù bà Nguyễn Phương Hằng. Còn nam em, cô cũng đang gặp khó khăn trong các show diễn. Ác hẳn, nam em cũng biết việc livestream bóc phốt giới showbiz khiến nhiều người thót tim. Do đó, giới này sẽ không tha cho cô. Tuy nhiên, những gì diễn ra cho thấy cô cũng rất can đảm. Chỉ là cái can đảm ấy không thể thắng được những thủ đoạn của chính quyền này. Bởi ngoài Sở 4T, họ còn có công an và một rừng báo chí nô bộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin bị Sở 4T thành hồ triệu tập, Hoa Khôi nam em nhập viện cấp cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d